Và sau đây là sự xuất hiện của thí sinh Hành Bay. Tôi càng không hay, tôi đàn thì cũng dở, nhưng bay và tô phở, tôi đây ngồi hết cỡ. Hay, em hay quá đi, Hành Tây ơi, oh yeah. Quán quân mùa này là em đó, Hành Tây, oh yeah, yeah. Ôi trời ơi, ốc thanh dân và mấy đứa làm gì mà tan nát hết vườn của ta rồi. Đất tôi khỏe về rồi, chạy thôi ngồi gai. Tan nát cái gì tan nát? Cái này người ta gọi là ung nổ. Yeah, ung nổ nha. Đốc tờ khỏe ơi, đốc tờ khỏe à. Yeah, yeah, yeah. Bùng nổ cái gì? Cái gì mà chương trình ráp vườn đốc tờ khỏe? Tan nát vườn của ta hết rồi gì nè? Đốc tờ khỏe sao mà không có thưởng thức nghệ thuật gì hết trơn á? Bây giờ ông nghiêm túc, ông nói chuyện với đốc tờ khỏe nè. Ông thấy là tài năng ráp của Hành Tây phải nói là quá đỉnh luôn á đốc tờ khỏe. Từ nay về sau, con là rapper Hành Tây nha Đốc Tờ Khỏe. Tại Đốc Tờ Khỏe thì sao á? Đốc Tờ Khỏe chắc là ở thế hệ khác á, nên là Đốc Tờ Khỏe nghe không có quen á. Chứ ốc nghe là ốc thấy trời ơi quá phiêu luôn á, quá hay luôn á, quá bùng cháy luôn á Đốc Tờ Khỏe. Ốc Thanh Dân bảo hay vậy, chứ ốc Thanh Dân có hiểu hết ý nghĩa của lời nói bài rap đó không? Thì có gì đâu khó hiểu Đốc Tờ Khỏe. Thì đơn giản là Hành Tây nói rằng là Hành Tây đàn ca không hay, nhưng mà bỏ vô tô phở thì rất là ngon, sẽ làm cho phở ngon hơn. Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy tại sao hành tây ngon? Và vì sao phở phải có hành tây, hành lá này kia hả? Ê chà, cái này thì nó vượt ngoài phạm trù rap rồi, ông không có biết. Cái vụ này là Đốc Tờ Khỏe biết thôi, chứ ông sao biết được. Hành Tây, vậy con có biết không? Thực ra thì đoạn rap này con thấy bạn rap nên con rap lại, chứ sao con biết được. Trời, vậy mà em làm như đúng rồi. Làm nãy giờ chị theo em à, chị thu em luôn rồi đó Hành Tây à. Công nhận nha, phở mà có hành tây á lúc nào cũng thơm ngon á. Trời ơi, nhìn tô phở kìa. Đó tôi khỏe nói lý do tại sao mà món phở phải có hành tây, hành lá này kia vậy đó tôi khỏe. Để ta nói cho nghe nè, hành tây để trong phở không chỉ là hành tây sắc lát trang trí mà mọi người thấy, mà còn là hành tây nướng nguyên củ, nấu trong nước dùng. Đây không chỉ là giúp khử mùi hôi của xương hầm, mà còn giúp nước dùng có màu vàng đẹp. Hơn nữa... Đúng rồi đó, đúng rồi đó Đốc Tờ Khỏe. Ốc đang chờ cái vụ hơn nữa của Đốc Tờ Khỏe đó. Hơn... Thế... Hành tây tuy có tính ôn nhưng lại rất có lợi cho tiêu hóa. Chính vì vậy mà khi ăn phở, chúng ta không cảm thấy đầy bụng, khó tiêu là nhờ công dụng tiêu hóa thức ăn của hành tây. Nói như vậy là hành tây tốt cho người bệnh tim mạch luôn hả Đốc Tờ Khỏe? Nhưng mà tại sao lại như vậy? Bởi vì hành tây có tác dụng hạ huyết áp, tốt cho người bị gút, và còn là bài thuốc để giúp tan sỏi nữa. Trời ơi, Đốc Tờ Khỏe mới nói là hành tây là bài thuốc để giúp tan sỏi luôn. Tại sao hành tây lại có nhiều công dụng vậy? Đúng vậy, ai bị sỏi thận có thể ép hành tây lấy nước qua với một tí đường uống để hỗ trợ điều trị sỏi thận đó thanh dân. Ê chà chà, ngoài cái vụ rap nghe cũng được, không ngờ là hành tây lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe quá ha. Tuy nhiên, mọi người cũng không nên dùng hành tây em quá nhiều. Tốt nhất là quý vị khán giả nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng nha. Đúng rồi, hành tây nhắc cái điều này là rất là đúng luôn nè. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng thảo dược để làm bất kỳ một bài thuốc nào thì đều phải lưu ý những cái thông tin quan trọng từ thầy thuốc nha quý vị khán giả. Nếu mà mọi người nhớ rồi, vậy thì chúng ta chào tạm biệt khán giả đi nào. Hành tây, xuất chiêu đi em. Em ca không hay, em đàn nghe cũng dở, Đốc Tờ Khỏe nói vậy. Nhưng em vẫn đứng đây, tại vì dù có dở. Quý vị khán giả thấy chưa, đây chính là tài năng đỉnh, đó chính là rap vườn nha Đốc Tờ Khỏe. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.